Ở phần này chúng ta sẽ làm việc với đèn led. Thì đèn led thì ta biết rồi là nó có cái đầu âm và đầu dương. Thì nếu mà ta cấp cái đầu dương là 1, tức là 5V đó, 1, và đầu phần âm á, cái chân âm nó nổi vào vào 0 á, thì đèn led này nó sáng vì nó có một cái dòng dòng thuận chạy qua nó. Nếu như cả hai hai đầu được cấp vào 1 thì nó sẽ không sáng, và ngược lại cái đầu âm mà nổi sang 1, đầu đầu dương của lẽ thì nổi sang đất á, không thì nó cũng không sáng, hoặc cả hai nổi đất thì nó đều không sáng. Nó chỉ sáng trong trường hợp là gì, cái đầu dương nó nguồn và đầu âm ở nổi đất. Mạch này là một cái con led nổi thế kiểu này là lý tưởng, thực tế ta phải có một cái đèn trở hạn dòng ở đây nữa, nếu không con led này nó sẽ chảy. Thì đây là những cái ba cái mạch led ta mắc theo cái kiểu gì song song với nhau. Ở phía bên này ta đều nổi về về đất, và phía bên này nổi lên nguồn. Thì cả các led này nếu như ta có khoảng 7 con mà ta bố trí theo kiểu như thế này, tức là mình sắp xếp thôi. Đấy, sắp xếp cả các led theo cái hình như này, đó. Con ở trên cùng này, sau con tiếp theo này, tiếp theo đây này, sau có một con nằm ngang ở giữa. Thì cái cách mà sắp xếp các cái 7 cái đèn led nhỏ này, sắp xếp theo cái hình như này này, người ta gọi là đèn led 7 đoạn. Đấy, ta để ý thấy nó có 7 đoạn, một đoạn này, đấy, 2 đoạn này, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn. Vậy nó gọi là led 7 đoạn. Và nếu mà để ý thì ta thấy có thêm một đoạn nhỏ đây này, đoạn nhỏ này, thêm một cái led đây nữa, led nhỏ xíu ở đây. Đấy, thì nó dùng để thể hiện cái dấu chấm, chấm. Thì khi mà mình sắp xếp 7 con led này vào thì ta có tổng cộng là 14 chân, mỗi một cái con nó có 2 chân, đúng không? Cộng thêm cái con led chấm này này, chấm nhỏ xíu này này, nó thành 8 con, như vậy nó có 16 chân. 16 chân mình mà điều khiển nó như thế này, điều khiển kiểu này, 3 con thì mình điều khiển vẫn đến 6 chân điều khiển, thì mình dùng 8 con mình đến 16 chân. Như vậy thì nó hơi lãng phí, tốn nhiều chân quá. Thì có cái cách nào là mình điều khiển cái số chân nó ít hơn không, mà cái led này nó mất sáng? Thì ví dụ ở đây 3 con này mình điều khiển làm sao, mình gộp cả cái chân, 3 cái chân âm của nó lại chung thành một chân. Đó. Còn ba chân riêng mình vẫn để tách ra. Đấy. Thì như vậy á thì mình gọi là gộp cái chân chung lại. Đấy. Chân chung, chân âm chung lại. Thì mình có thể gộp cái chân âm chung, nhưng mà cũng có thể làm ngược lại là gộp cả cái chân dương chung lại với nhau. Đó. Còn cả chân âm mình để riêng ra. Đó. Thì nó có hai cái cách như vậy. Thì vậy cái led 7 đoạn cũng vậy, nó có 7 con led thì ta có thể gộp hết cả cái chân dương của nó lại vào thành một cái đường chung. Đó. Hoặc là gộp cả cái chân âm của nó lại chung lại. Đấy. Có hai cách gộp, một là gộp chân âm này chung lại với nhau, nội chung lại với nhau. Hai là nội cả cái chân dương chung lại với nhau. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra hai cái loại led 7 đoạn, nó gọi là anode chung và cathode chung. Đó. Đó. Đây cách ta gộp chung lại này, anode chung này, anode chung thì ta gộp cả cái chân dương lại với nhau này. Đó. Chung nội lên nguồn này, tất cả các đầu dương của cái đèn led nội chung lại với nhau. Yeah. Thì có 7 con led ở 7 cái đoạn, thêm con led ở cái dấu chậm nữa. Bài led bài đoạn này nó ký hiệu là A, B, C, D, E, F, G. Đấy. Các cái bảng chữ cái từ A đến G. Thêm cái con led mà thể hiện dấu chấm nhỏ xíu đây này, nó gọi là DP. Đấy. Và nếu mà mình gộp cả cái đầu dương lại á, thì mình gọi là đầu dương chung hay là common anode. Anode. Đấy. Common anode. Đây là cái chung cái đầu dương lại. Cách thứ hai là gì, mình gộp các đầu âm lại. Đầu âm lại
thì độ âm mà gộp lại nó sẽ nối xuống đất đúng không? Thì nó gọi là cathode chung. Đây. Này, common là cathode này. Thì các cái đầu dương còn lại nó sẽ rời ra, các cái đầu A, B, C, D, E, F, G và thêm một dấu chấm để B nữa, đúng không? Vậy là có hai cái kiểu led 7 đoạn, một cái led là anode chung và một cái loại là cathode chung. Thì tùy theo cái loại led thế nào mà ta sẽ điều khiển nó khác nhau. Ví dụ nếu mà anode chung á thì cái phần dương nó nguồn rồi, thì muốn có led led sáng cái phần cả cái phần riêng này này thì ta phải nối đất này, đúng không? Thì sẽ có dòng chạy ra. Còn đối với cái cathode chung á thì tại với cái phần chung nó đã điều khiển nó nối xuống xuống đất, cho nên là cái muốn mà có cái đèn led nó sáng á thì cái phần riêng á, phần A hoặc phần B hoặc phần C này này nó phải nối với nguồn, nối lên nguồn để nó có cái dòng chạy qua đây. Như vậy thì cái đèn led này nó mới sáng được. Đấy. Thế thì điều khiển cái led 7 đoạn này như thế nào? Đấy. Thì đầu tiên ta sẽ phải lựa chọn cái loại nó là loại gì rồi đó. Ví dụ là anode chung đi. Đấy, thì cái phần chung này, phần chung nó nằm ở hai cái chân này này. Đó. Các cái led 7 đoạn nó sẽ có hai cái hàng chân. Tức là cả cái chân chung này, chân A, B, C, D chân riêng này, E, F, G và D, B này, chân riêng này này. Đấy. Nó sẽ phân bổ hai hai đầu của cái đèn led này. Đây đèn led thì ở phía trên này là 5 chân. Ở dưới này là 10 chân, à 5 chân nữa, với tổng là 10 chân. 10 chân. Nhưng ta để ý ở đây ta chỉ có 9 chân thôi. A, B, C, D, E, F, G là 7 chân. Cộng thêm một chân DB là 8. Và cái chân chung này nữa là 9. Như vậy chỉ có 9 chân thôi. Trong khi trên cái đèn led á, 7 đoạn á, thì nó có đến 10 chân. Thì đây nó có hai chân chung trùng nhau là cái chân này này, ta kích là nó thấy nó nhảy với nhau, ta đậu nguồn ở chân này thì giữa này cũng có nguồn bởi vì nó nối thông với nhau, hai chân này thực ra là một thôi, mình chỉ dùng một chân cũng được. Đấy, vì nó thông với nhau, bên trong cái lẽ nó đã đậu thông với nhau rồi. Đấy, ta chỉ cần kích đất hoặc kích nguồn vào một trong hai chân thì chân kia nó sẽ có đất có nguồn tương ứng. Đấy. Thì đối với cái loại của ta đang là common anode, tức là cái ca anode chung á, thì cái chân chung này này đấy, nó phải nối với dương nguồn nhé. Và cả cái chân âm á thì mình muốn cái nào sáng thì mình nối đất cái đó, thì đầu tiên cái con chân cùng này nó gọi là con A. Đây cái con chân cùng này nó gọi là con A này. Đấy. Đây này, cái chân common anode ở bên này này. Đấy. Thì con chân cùng con A thì nó muốn sáng nó phải nối đất này, và cái chân đầu dương của nó này nối lên nguồn này, đó, nối xuống nguồn với C. Với hai chân giữa ở phía trên và dưới này là hai cái chân chung nhé, chung. Đối với anode chung á thì nó phải nối với VCC, còn cathode chung nó nối với không, nối với đất. Đấy. Người ta đang xét là cái mạch common anode, tức là cái anode chung đấy, thì cái chân chung phải nối với nguồn này, và những cái chân còn lại chân này chân A này, con lẹt chân cùng là chân A đấy, à mình nó đất thì con lẹt này nó sáng này, cái lẹt bên cạnh này 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 này, này là lẹt B thì mình lại cái chân này mình nó đất đúng không, thì lẹt này nó sáng, còn nó nguồn nó tắt nhé, đất thì nó sáng. À. Tiếp tục ở cái con phía dưới này này là chân C, C nằm ở đây này đấy, đây. Đó. Còn tiếp theo con nằm ngang này là chân D. D nằm đây. Đấy, mình nó đất rồi nó sáng. Cái này là chân E. Đấy, E đây. E đây. Cái cổng điều khiển này, cổng chân này này, chân điều khiển chân này này. Đấy, góc này này. Đấy, mình tắt này. Bật rồi này, tắt này, bật này. Còn cái này là D nhá. Tắt này, bật này. D đây. Đấy. Còn ở dưới này là và cái VCC là nguồn đấy, chung với trên này. Và đây là F, F nằm đây này. Đó, F đây, điều khiển nó nằm ở chỗ này, tắt này, bật này. Và cái nằm ngang này là G. Thấy nằm ngang G ở đây không? Đấy. Đây là điều khiển đây. Đấy. Vậy là mình dùng là mình bật cả cái đèn led này này bằng cái gì à? Bật từng cái con một á thì mình dùng cả cái chân điều khiển của nó. À, ví dụ led B này hoặc là led C này. Đấy. Hoặc là D này, E này,
à, G này, F này. Đấy. Hoặc thậm chí cả cái dấu chậm nữa. Đây, dấu chậm là nó sáng này. À, tắt này, sáng tắt này. Tức là muốn bật tắt từng cái con led riêng lẻ thì mình dùng cái chân riêng của nó. Đó. Còn mình muốn tắt bật toàn bộ thì mình sẽ điều khiển ở cái chân chung này này. Chân chung này muốn sáng nó phải gì bằng một, bây giờ mình cho nó về không nó sẽ tắt thôi. Đó, tắt hết, sáng hết, đúng không? Thì bây giờ ta sẽ bật tắt để nó ra các cái số, ví dụ người ta muốn ra số 9 thì ta sẽ tắt con này đi, đúng không? Đấy, như vậy đây được số 9 này. Đấy. Mình muốn ra cái số 4 đi, số 4 thì con này cũng tắt luôn này. Đấy. Con này này tắt đấy, số 4 này, đúng không? Số 3 thì tắt con này đi. Đấy, bật con này lên, bật con A lên. Con này bật lên, đúng không? Nó được số 3 này. Đấy. 3 này không cần chậm đâu, tắt cái chậm đi. Vậy bằng cách mình tắt bật từng cái con led một này này, mình có thể tạo ra cái số khác nhau, đúng không? Đấy, muốn số 0 thì con này sáng này. Ở đâu con này sáng này, con này sáng này. Con này sáng luôn này, con này tắt này. Đấy, nó ra số 0 này. Đúng không? Và cái này sáng luôn á. À đó, sáng sáng luôn cả thì nó ra gì? Số 8, đúng không? Số 8. Đó. Còn nếu mà một số 6 thì ta tắt con này đi. Đó, nó số 6 này. Đấy. Còn nếu số 5 thì nó hơi này đúng không? 5 này. Tắt con này đi. Đó, và số 5 này. Đấy. Thì ta cứ điều khiển tắt bật cả cái con led này thôi thì nó ra cả cái số khác nhau. Còn muốn tắt cái chữ luôn á, ta cái số luôn á thì mình tắt cái chân chung này này, nó tắt hết. Loại hai là gì? Loại cát tốt chung. Đây. Bên này thì cái chân chung nó phải nơi đất. Đấy, ví dụ ta chọn thằng common cát tốt này. Đấy. Thì giờ muốn sáng á thì cái chân chung nó phải nơi đất kìa. Giờ. Đấy. Xong mình muốn sáng này cái con nào? Đầu tiên là chân chung đất nhá. Sáng ở đèn A này thì A phải nối dưới nguồn. Đó. Đây nó sáng này. B á, muốn sáng thì ta phải nổi lên 1, đúng không? C cũng vậy, muốn sáng lên 1. D á, cũng vậy, E cũng vậy, F cũng vậy, và G cũng vậy. Yeah. Thậm chí cả DB cũng vậy. Đấy. Thì do cái việc đấu chung khác nhau nên ta thấy cái điều khiển giữa cái common cathode với common anode này nó cũng khác nhau này. Yeah. Đó. Cái chân chung là bên này là nối nguồn, còn bên bên này là nối đất. Bên này là đất này. Cái này, này cái hình này là hình cái đèn led này. À, trên thực tế này, đây có 5 chân này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ở phía trên này có 5 chân như vậy nữa. Đấy. Thì cái chân giữa này chỉ là cái chân chung ấy nhá. Chung. À, thì tùy theo cái loại nó là common cathode hay là common anode mà mình chọn cái điều khiển nó phù hợp nhá. À, và đây có chấm chậm nhỏ xíu này. Đây. Đây chỉ là cái chấm nhỏ xíu này này. Đây là cách điều khiển của nó. Thì bình thường ta đậu thẳng lên nguồn đúng không? Nhưng mà thực tế ta phải có thêm cái điện trở hẳn dòng này. Đây, nó ghi là current limiting resistor, là cả cái điện trở giới hạn về mặt dòng điện lại. Ở đây nó dùng 8 cái điện trở một con 220 ôm nối vào đây. Đấy, các chân A, B này. A này, B, C, D, E, F, G và DB. DB đây. A này, B này, C, D, E, F, G. Cái này là anode chung cho nên là cái chân chung nổi lên VCC lên nguồn này. Còn những chân riêng á, muốn thì nổi xuống đất này. Muốn bật cái con nào thì mình bật cái khóa ở đây thôi. Đó. Đây. Đây là hình ảnh nó rõ hơn này, đây, có hai hàng chân này. Chân giữa là chân chung này. Và khi nó sáng nó thấy thế này. À, thì nó này không giống cái này lắm đúng không? Tại vì cái này nó có một điểm sáng nhỏ ở giữa. Còn cái này là một cái thanh dài này này. Thanh này, thanh bên trong nó rộng cái sổ hơn đúng không? À, cái phần thanh đây, thanh này đấy. Và khi nó sáng vào thấy có cái thanh này 7 này 94 này, ở trong rộng nó ra cái sổ 7 chị nó sẽ 4 đúng không? Còn nhìn thế này nó không rộng lắm, đây số 8 này nó không rộng lắm, số 9 này tắt cái này đi, chị này phải tưởng tượng một chút đúng không? Thì nó ra cái số 9 dưới này đấy. Đấy. Thì nó ra một cái loại led thứ hai á,
lẹt nó không phải một cái điểm ở dưới này mà nó là một cái thanh. Đấy. Hoạt động nó cũng tương tự này thôi. Đấy. Đấy. Nếu bên này bên dương nội một, bên âm nội không á thì nó sẽ sáng. Đó. Đó. Gọi là cả cái thanh. Đấy. Đây là một cái loại lá thanh, nó có mấy thanh? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10 thanh. 10 thanh, đúng không? Đấy. Sắp thế này. Thì cả cái thanh này á, mình có thể dùng 7 thanh thôi, nhưng mình xếp theo cái hình như này này. Đúng không? Hình như này. Tương tự như hình này thôi. Nó gọi là thành thanh ra cái led 7, 7 thanh hay 7 đoạn đấy. Đấy. Thì cái loại led 7 đoạn này cũng tương tự, điều khiển nó cũng như vậy, nó cũng có hai loại là common cathode và anode, là cái nào chung tùy theo loại. Ví dụ mình đang chạy cái loại là cái này trước đi. Thì cái này nó, cái chân chung nó phải nổi lên gì, anode mà, cái nổi lên dương một lên 5 V, bật cái này này sáng này, đúng không? Ở trên A này, B này, C này, D này, E này, F này, G này, đúng không? Chậm này. Đấy. Bây giờ mình muốn nó sáng phía 9 chẳng hạn đi. Đặt cái này đi. Đúng không? Thì điều khiển nó hoàn toàn tương tự này thôi, nhưng mà cái đèn LED bây giờ nó là một thanh dài như này, người ta nhìn nó ra cái sổ nó dễ hơn. Đấy. Nó rộng con sổ chín hơn, đúng không? Bên này nó không rộng lắm, đúng không? Đấy. Bên này bật lên. Đấy. Phía 9 này và phía 9 bên này nó làm bên này dễ, nó rộng hơn chứ đúng không? Rộng hơn. Bên này nó nhìn nó phải tưởng tượng một chút. Mình muốn nó ra cái số 6 đi, bật cái này lên. Ở đâu? Bật phải cho nó về không chứ. Đấy, tắt cái này đi. Và số 6 này. Ờ, số 3 đi, số 3 thì ta bật cái này lên, ta tắt cái này đi. Tắt tắt cái F đi và cái D cái E đi. Và số 3 này. Số 2 thì tắt, bật cái này lên, tắt cái này đi. Đấy, tắt cái này đi. Số 2 này, đúng không? Số 1 thì tắt hết đi. 1 này. Đó, này tắt luôn này. Đó, vậy là số 1 này. Thì ta cứ điều khiển tắt bật cả cái chân ABCD này thôi, để là các led nó tắt sáng thôi, nó ra cả cái số khác nhau. Để sang cái phần mô phỏng ở trên cái voltage á, ta thấy ở đây này, ta dùng một cái con led thanh này, nó có các cái vạch, led vạch, đấy. Nó có cái vạch này, nó có 10 vạch ở đây này, đúng không? Cái này nó gọi là led gạch 3 graph vest, đấy là màu đỏ này, và dạng đồ họa theo kiểu thanh nhá, 3 graph, đấy. Đấy, cái tên của nó. Mình có thể dùng nó tìm ở trong cái thư viện nó như thế này, led này. Đấy, trên nó sẽ ra. Và xong mình chọn cái nào mà đây nó có cái tên này, ba cái bắp này. Chọn cái màu. Bây giờ điều khiển cái này thì ta cũng điều khiển này, ta gộp cả cái chân này lại thành một cái chân chung. Thì bây giờ ta muốn điều khiển nó sáng cái led nào, ta sẽ dùng cả cái chân riêng bên này này. Đấy. Cái chân còn lại thì ta mỗi chân ta sẽ đưa vào một cái nút điều khiển, đúng không? Đây là A3, B3 cho đến M3, N3, K3. Thì những cái này ta nội sang đây. A3 với nội với A3 đây. B3 thì nội sang B3 ở đây. Đúng không? Thì để làm cái việc này, để nội cái này á, tức là nội cái này nó gọi nội thêm một cái label á, tức là một cái nhãn. Nó có cùng cái tên là nó sẽ nối với nhau. Ví dụ A3 đây có A3 này, đây có A3 này, nó cùng tên nhãn thì nó sẽ tự động nó nối với nhau. Thế thì làm sao đặt cái tên nhãn A3 ở đây? Ta bỏ cái này đi đi. Rồi ta sẽ nối lại. Đây, bây giờ nó không có cái gì hết, cái dây này này, nó không có cái nhãn nào hết, đúng không? Người ta sẽ đặt nhãn cho nó, ta chọn đây này. Nó cứ là chế độ là đặt nhãn cho dây, white label mouse. Đấy, chọn nó cho mình chọn cái kích chuột trái vào cái này nhá. Đấy, vào cái dây mình muốn đặt á,
mình ghi là A3 đi. Mình sang bên này mình cũng vậy, mình cũng kích như vậy. Đó, mình kích cho trái vào cái này. Đó. Và mình ghi cũng A3 luôn. Hai cái này cùng tên là A3 hết, đúng không? Cùng cái nhãn A3 hết cho nó sẽ nối với nhau. Đó. Chứ mình không cần phải nối trực tiếp vòng dây chạy sang đây, nó phức tạp. Đấy. Mình chỉ cần đặt cái nhãn nó giống nhau là nó sẽ tự động nó nối với nhau ở phía dưới. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái này. Mình tắt hết đi. Tắt hết đi. Đấy. Tắt hết. Bây giờ mình muốn bật cái nào á thì mình sẽ bật cái đó thôi. Rồi, mình đưa cái này lên dương. Không, dương bên này nó đất rồi mà đất này thì nó sẽ sáng cái đó. Đấy, cái này đưa lên dương thì nó sẽ sáng cái này, còn cái M3 mà đưa lên dương thì nó sáng M3. Đấy, tương tự thì vậy, mình muốn tắt bật cái nào việc của mình thôi. Mình cái điều khiển cho nó bật lên, tắt bật lên, đúng không? Đó, nó sẽ sáng cái này, bật cái này lên thì nó sáng cái này, bật cái A3 lên nó sáng cái A3, đúng không? Thì mình muốn điều khiển tắt bật cái nào ở trong này này. Đấy, sáng cái vạch nào á thì mình tắt bật cái phần bên riêng này này. Đó, phần riêng này mình tắt bật nó. Đó, điều khiển nó. Còn mình muốn tắt xả tắt hết cả cái này này thì mình sẽ điều khiển bên phần chung. Đó, tắt hết này. Mình dùng phần chung mình điều khiển mà thì nó sẽ tắt là tất cả, vì điều khiển phần chung thì nó tắt hết. Đó. Tương tự thì bên này ta ở phía trên này là cái led 7 đoạn này. LED 7 đoạn. Thế để tìm cái led 7 đoạn này á thì ta làm thế nào? Ta có vào thực viện ta gọi cái từ 7 set á, 7 set. Tên tiếng Anh của nó là 7 segment á. Đó. 7 segment là 7 đoạn. Đấy. Thì mình chọn ví dụ cái thằng này hạn này. Đấy. Cái thằng này này thì nó sẽ có ghi ở đây này là bao nhiêu số này và cái loại gì, anode chung này hay đấy, cathode chung này, có ghi ở đây. Bây giờ mình sẽ hiển thị cả cái chỗ ở trên cái bài đoạn này, mình sẽ cho nó chạy, đúng cái chân này là cái chân chung của nó này, đúng không? Giờ mình sẽ cho cái chung xuống đất này, đúng không? Đấy. Mình muốn sáng cái nào mình sáng hết toàn bộ thì mình các cái phần này mình nối dương lên này, đúng không? Đó, các chân a chân chân riêng á mình nối dương lên, còn cái chân chung á thì mình nối xuống đất này. Con này là cái con chế độ ca tốt chung đấy. Muốn sáng cái nào thì mình cứ bật cái đó thôi. Đấy, đây là nhịp chậm này, đúng không? Đấy. Đây là chữ G này, con G này, đấy. Còn cái này là F này, đó. Đấy, nếu mà bật G mình tắt F đi thì nó ra cái số gì, ra số gì hết. Đó. Tắt B đi thì nó sẽ B đây, đó. Giờ nếu mà tắt E đi, E đây này, E đi ba số 9 này, đúng không? Vâng. Mà muốn tắt hết á, dùng cái chân chung điều khiển này, đúng không? Nội nó về lên nguồn này nó sẽ tắt, nội nó về đất á, thì nó sẽ sáng. Lên nguồn nó tắt này, về đất nó sáng. Đấy. Còn muốn sáng cả cái nào á, thì mình điều khiển cái riêng của nó. Nó có 7 cái đồ, cả cái DB nó là 8, 8 cái. Ở phía trên này này, ở trên này thì nó là anode. Trên này là anode chung này, đúng không? Thì anode chung thì cái phần này nó phải và nổi lên nguồn, đúng không? Cái phần chung nổi lên nguồn, đúng không? Nên thành màu đỏ đây này. Đó. Còn muốn sáng cái nào ta cho nó về đất cái đó. Đúng chưa? Đó. Đó. Và số 6 này. Cho A nó đi.
Đó, sọ này. Đấy. Một số tạ mình cho sáng hết, đúng không? DB này. Đó. Đây là điều khiển cho led 7 đoạn. Tùy theo cái loại lẽ là led gì nhá. À, nó chung các chung mà cái chân chung và cái, mình điều khiển như thế nào nhá. Muốn tắt bật cả nó thì dùng chân chung mà điều khiển. Đó.